Xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, quý báo đài đã đến tham dự. Ngay tại đây, ban tổ chức có bố trí bàn thổi bóng theo yêu cầu của các bé. Bố mẹ có thể dẫn bé qua bàn để thổi những hình vật mà bé yêu thích. Trung tâm tiệc cưới Xuân Thắng rất vui mừng chào đón sự hiện diện của toàn thể các cụ. Xin mời các bố mẹ đưa các cháu vào trong hội trường để chúng ta đến với chương trình đêm hội trăng rằm. Xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, quý báo đài đã đến tham dự lễ ký kết hợp tác Sen Group HDIS STDA